nội khu Sakura bàn giao. Khi nào? Quý 2 năm 2024. Đây là nội khu của Sakura và Sakura 5, Sakura 1. Năm thì tháng 7 năm 24 bàn giao, và SA1 thì tháng 7 năm 25, tức là 18 tháng nữa. Một tòa xây 18 tháng. Và đây là SA3 đã bàn giao, SA2 đã bàn giao, và có các shop mua sắm dịch vụ tiện ích tại tầng 1. Nội khu thì đang triển khai. Chúng ta thấy cách 400m là nhà xe 10 tầng và trường học. Đây là trường của Vin. Bên cạnh có 3 tòa Victory. Và đây là trường cấp 2 của Vin School, trường cao cấp, 10 triệu một tháng. Và GS5, GS6 chuẩn bị mở bán. Khu đô thị năng động nhất Việt Nam, Vinhome Smart City.